Con này đang là vô địch và bạn An bé gọi đây là Bluto. Con này chỉ cần có thể một hoặc hai phát thôi rồi có thể giết được. Bây giờ thì bọn mình sẽ rất nhiều Bluto. Thôi, nào chuẩn bị. Xem gì kinh thế. Đánh chết đi. Ngồi hơi khó nhỉ. Được vẫn được, ngồi để cao lên. Quan trọng là ra lực là quan trọng đấy nhá, đôi khi nó yếu nhưng mà lực phải mạnh. Nào đánh đi. Đấy, mạnh nào. Dồn, dồn sức vào. Đấy, trượt rồi, chưa gì đã dồn. Chúng nhưng mà chúng bằng đấy. Mạnh vào. Nay thì dồn vào. Vẫn được, Bluto vẫn dùng được. À đây không phải à? Đứt rồi. Khổ. Nhà vô địch. Thua ngay ở ván đầu tiên như này. Đây để ra đây bạn chúng để đây. Tiếp tục. Đây là thằng tên người thắng nhá. Tiếp theo là bố cho một tiểu tốt ra đánh nào. Đánh con cầm con này tiểu thôi tiểu tốt cầm cái con này. Hai đi. Tiểu tốt đánh với nhau. Toshi bố đánh trước. Để ra đây. Này phải ra lực mạnh lên bố. Này này. Đấy phải ra lực mạnh. Cả hai chết luôn. Không, chưa quả nào kỳ lạ đến mức cả hai cùng chết luôn. Gãy cổ cả hai luôn. Rồi, bây giờ con xong con này á. Nào. Nào. Đây, những con thắng để đây. Nào. Con này đi. Chơi nốt con tiểu tốt này đi. Xì. Không phải xì, mà đến lượt con đánh. Đúng không? Bố đánh trước rồi mà. Ra lực yếu quá, ngửa lên, quay ngửa lên. Nhìn này. Chưa gì đã rụt thế. Đấy, phải ra lực như bố này, con này mà đánh được cả Bluto này. Bluto. Đây. Nhìn con. Đây, bố cầm xa này. Cầm cao lên để cho con đỡ bị đập tay xuống đất. Đánh đi. Đánh đi. Không cần phải nhớ lâu quá, chỉ nhầm một cái là đánh được luôn. Đấy, ôi, anh gấu áp dụng chuẩn đấy. Quan trọng là ra lực. Nào bây giờ đến lượt bố. Con này của bố hơi yếu, con này của bố dễ tự sát lắm. Dễ bị tự sát lắm. Ui, như này yếu như này mà đánh được cả con như thế. Nào bây giờ bốn con khỏe đánh với nhau. Bốn con vô địch đánh với nhau. Con này để cuối cùng, con này bố nghĩ là ứng cử viên vô địch. Thôi, bốn. Bây giờ ba người như này, ba người ba con. Ba người ba con. Thì người nào mà chẳng may bị thua thì sẽ được dùng con này. Rồi, nha. Hoặc là, đâu. Người nào thắng thì được phép chọn một con. Thế nó mới hay. Người nào thắng được phép trực chọn trong ba con còn lại. Vì đây có bốn con mà. Nào, bây giờ win to see đi. Win to see. See. Tôm chết, tôm thắng. Bây giờ tôm thắng cả hai mà, cả búa. Tôm lá bố mấy con búa. Không, bố vẫn là búa. Nào bố mấy con. Rồi, gấu bét. Gấu tôm chọn đi. Không được chọn con này vội. Bây giờ trong ba con này. Trong ba con này tôi chọn con này. Con này. À, con thích à? Sao, con này con thấy. Rồi, bây giờ tôm đánh trước đi, đánh theo vòng. Tôm đánh anh gấu. Con này búa à? Cao lên, ừ, cao lên để cho khỏi đập tay xuống đất. Đấy, con này là ôi, con đấy nó dài lắm, con này dài, con của gấu dài lắm. Nhỏ nhưng có võ. Thôi cho con của bố lên trên đàn này. Chết vào trong gầm. Kệ nó, thua rồi. Bây giờ từ từ. Bây giờ ấy, bây giờ tôm trong ba con này tôm có quyền chọn. Rồi, bây giờ tôm đánh gấu đi. Thế là trận đấu chuẩn bị sắp đến hồi kết thúc. Cao lên cho khỏi đập tay không cái này. Thế. Tôm cầm gần quá. Chết.
cầm xa ra thì nó mới có lực quán tính. Không chết rồi. Thôi, anh gấu chết rồi, anh gấu tự không đánh bố. Nó vòng tròn mà, bố con đánh bố. Chết rồi này. Chắc chắn là anh gấu tự tử này, tự tử mình này. À, hay chưa? Khôn nhỉ. Nào. Anh con này có thôi, bố sẽ phải dùng quả liều 50-50, tức là dồn hết lực để một là cả hai cùng chết. Chứ nếu không thì bố thua tô mất. Nào. Biết ngay mà, thấy chưa, con này nó quá khỏe luôn. Bây giờ tôm này anh gấu đi. Chết rồi. Con này chắc là mới đúng rồi. Tôm cao lên. Tôm phải ra lực thật mạnh vào. Đấy, cầm dài ra. Mạnh vào. Ôi giời ơi, gấu đánh. Mỏng quá đấy là khó đánh. Phải đánh vào đúng cái chỗ đấy. Đánh vào đúng cái chỗ này. Cao ra. Cao lên. Dễ gấu tự tử mình lắm quả này này. Chưa chết, đừng có dứt là gấu thua. Này. Ôi. Gấu. Nhỏ thế có võ. Dài như đỉa này. Nhỏ nó có võ. Cầm xa ra. Thì mới có lực. Thế. Đây. Ôi. Bluto mới của ngày hôm nay. Nhưng mà cũng gần giống con kia nhỉ, trông không khác gì mấy. Khỏe. Này, đấy nhưng mà cái thân này này. Thuần này mới là quan trọng này. Đấy, khác gì nhau đâu nhỉ? Khủng không? Đây là Bluto nhân vật vô địch của ngày hôm nay này các bạn này. Con này một phát chết luôn. Khỏe không? Khỏe nhỉ. Ui. Dâu nó dài như này. Này. Dâu này. Dâu nó này. Dâu dài. Nào. Gấu. Vâng, clip mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye.